Vâng, Hoàng Gia Audio xin mến chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Hoàng Gia Audio. Vâng, ở đây là video phát hành vào tối ngày thứ năm, ngày 29 tháng 7 năm 2021. Trong video tối ngày hôm nay thì Hoàng Gia sẽ tiếp tục gửi đến các bác đó là một bộ phối ghép rất là hoàn hảo và hoàn chỉnh các bác nhé. Trong cái khuôn giá mà rất nhiều các bác tìm và lựa chọn và cũng gọi cho Hoàng Gia Audio tư vấn trong suốt thời gian vừa qua. À, những đợt dịch này thì rất nhiều các bác ở nhà cũng có tìm hiểu và cũng có chat, có gọi điện rồi có nhắn tin cho Hoàng Gia Audio. Với cái mức tài chính khoảng tầm 12 triệu trở về thì các bác hay hỏi nhiều nhất là những câu hỏi là ghép loa gì vào âm ly gì để tôi có tài chính khoảng 12 triệu thì ghép bộ gì cho nó hay. Vâng, thì trong cái clip này thì Hoàng Gia sẽ làm clip và để trả lời mọi cái câu hỏi của các bác. Vậy thì trong cái 12 triệu thì chúng ta cũng có rất nhiều sự lựa chọn các bác nhé. Để mà lựa chọn nhiều nhất thì các bác nên sử dụng những dòng loa của Nhật và kết hợp với những dòng âm ly của Nhật. Thì những cái phân khúc đó là nó sẽ khoảng 12 triệu hoặc dưới 12 triệu một chút thì chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn. Còn nếu chúng ta chọn những dòng loa châu Âu thì nó rất là khó. Vì thứ nhất là dòng loa châu Âu thì cái chi phí của nó khá là cao. Đấy, để bát 25. Ví dụ như bát 25 mà loa châu Âu thì thông thường 12 triệu thì các bác may là mua được nối đôi loa thôi, chứ chúng ta chưa có âm ly. Đấy thì nó rất là khó. Vậy thì chúng ta cứ chơi hàng Nhật. Hàng Nhật thì các bác lựa chọn những dòng thương hiệu như Pioneer, Sansui, rồi Onkyo, rồi rất nhiều các vân vân vân, rất nhiều các hãng khác của Nhật các bác nhé. Thì trong để mà nổi tiếng nhất về những sản phẩm, về những nhiều mẫu mã và nhiều chủng loại và nhiều model nhất thì phải nói Pioneer. Pioneer có rất hàng nghìn những model loa khác nhau. Thì những cái model thông dụng nhất mà Hoàng Gia muốn kể đến cho các bác và gặp nhiều nhất trên thị trường hiện nay, các bác có thể kể tên những dòng loa bát 25, ví dụ như F45, F7000, F700, T66, ví dụ đấy, rất là nhiều dòng loa bát 25 mà A7, A77 chẳng hạn. Thì đấy là cái dòng nó quá phổ thông và phổ biến rồi, thì những cái hàng này nó rất là sẵn. Còn âm ly thì có rất nhiều cái dòng âm ly có thể ghép những cái dòng loa này thì nó cũng rất là dễ ghép thôi, vì những dòng loa bát 25 này thì đa số thì cấu tạo là 3 đường tiếng là một, thứ hai đều là gân vải lụa, thế là rất là dễ ghép. Thì các bác cũng tìm những dòng âm ly ví dụ như là 8800, 2 la mã, 8800, rồi 7800, 7900, rất nhiều các bác nhá, rất nhiều các dòng âm ly khác, rồi là 6850, rồi rất nhiều, kể ra thì nhiều lắm. Thì trong clip này thì em sẽ lên một bộ hoàn chỉnh, nghe nhạc hay các bác nhá, nghe nhạc hay hoàn chỉnh trong phân khúc dưới 12 triệu thì các bác có thể lựa chọn hoặc cứ tham khảo thêm. Những cái cấu hình ngày hôm nay thì Hoàng Gia xin phép để cài test clip này và cũng như gửi đến các bác yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc, nó một cấu hình và một đôi loa của hãng Pioneer với model là T66 bát 25 3 đường tiếng. Con này thì nổi tiếng con trung của nó có rất là chất các bác nhá, con trung khế. Kết hợp với chiếc âm ly mà hôm nay Hoàng Gia cũng giới thiệu đến các bác, đó là âm ly của Pioneer. Model là SA8800 2 la mã hay gọi là 8800 2 la mã hay gọi là 880 mắc đôi. Dòng này công suất của nó là 155W. Chạy hai tăng phô lớn và 4 tụ lọc nguồn, chạy 8 con sò than xanh đen của hãng Nick các bác nhé. Và trong video này thì em cũng xin giới thiệu luôn, thì hôm nay thì cửa hàng cũng về thêm được hai mẫu đài bóng bóp DT707 và DT77. Thì em cũng có làm video cách đây khoảng 1 tiếng hoặc 2 tiếng trước, em cũng đã lên một clip rồi. Nếu bác nào chưa xem thì tìm lại clip mà em vừa đăng con hai con đài này nhá. Thì em xin phép không test nữa vì hai con đài này chạy hoàn chỉnh hết rồi. Thì em cũng đã báo giá chi tiết rồi, một con là 1.9.000, một con 2.000.000, 7.7 2.000.000, còn con kia là 1.9.000. Thì em cũng đã test hết video rồi. Bác nào quan tâm vì cái dòng đài bong bóp này thì cũng rất nhiều bác hỏi em, trong Tết đến giờ thì hàng không về được và hôm nay về để thêm được hai mẫu model này thì em cũng vừa đăng lên. Thì bác nào có đặt hàng hoặc là có nhu cầu, còn có nhu cầu thì các bác liên hệ trực tiếp với Hoàng Gia Audio nhé, theo số điện thoại như trên tấm biển này ạ, 0975884009. Đấy, thì tất cả các mặt hàng thì em đều ship toàn quốc, dịch bệnh thì vẫn ship bình thường các bác nhé. Viettel rồi các đơn vị vận chuyển người ta vẫn làm việc bình thường nên các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhé. Thì quay trở lại video chính thì em xin test một chút nhạc nhé, sau đó chúng ta sẽ đi chi tiết. Kể bên nhau ta nhắc chuyện ngày qua cho mối duyên thêm mặn mà. Không thành thì đành đôi ngã chia ly, chưa đừng buồn.
sầu làm chi. Những cái bộ này nó là phối ghép quá chuẩn rồi các bác nhá, nên các bác cứ về chúng ta chỉ sắm thêm một cái đầu CD nữa thôi, hoặc là chúng ta muốn nghe hay thì chúng ta mua đĩa, mua đầu CD. Còn nếu chúng ta mà dùng nhạc mạng thì chúng ta kết nối với TV, điện thoại, máy tính cũng được, nhưng mà chất âm của nó sẽ không chi tiết và sắc nét như chúng ta nghe đĩa. Nghe đĩa thì vẫn là hay nhất rồi các bác nhá. Thì đây là bộ mà phối ghép chuẩn rồi, thì các bác cứ về và dùng thôi các bác nhá, không phải lăn tăn vấn đề gì cả. Đấy, đôi loa Pioneer Pass 25 T66 chỉnh hai vi tinh chỉnh check và chỉnh chung, con chung đấy, tép và tép đo, loa đẹp góc cạnh và công suất của nó là 60W một thùng và trở kháng là 8 ohm, e căng đầy đủ các bác nhé. Đấy, loa đẹp, đến loa rất là đẹp, loa thùng kín và nó là gân vải lụa nữa, rất là mềm. Đấy, tất cả hàng đẹp, bao zin, bao tuyển chọn cho các bác. Âm ni thì là 78800 hai đa mã, size 42 mặt phay nhôm, chỉnh bát tép ba năng rồi là nao lớp đầy đủ các bác nhé. Đấy, con này thì công suất là 155W, đánh 2 tăng phô và 4 tụ động nguồn, chạy 8 sò, mặt mũi rất là đẹp các bác nhé. Tất cả mặt nó là mặt phay nhôm và xước sáp nó không có một chút nào đâu nhé, tất cả là không có vết xước nhé, từ núm miếc này không có xước đâu mình nhé, rất đẹp. Đấy, nặng nhá, 15 cân một con âm ni này các bác nhé, nặng 15 cân. Thì em xin báo giá công khai toàn bộ combo sản phẩm ngày hôm nay các bác nhé. Đôi loa là 6.500.000 đồng và âm ni thì em cũng có, nói chung là nó cũng tùy theo hình thức từng con các bác nhé. Những con đẹp thì dao động khoảng 5.8 triệu, còn những con mà nó kém hơn một chút là ví dụ như là cái phần nắp này nó bị nó rung rung một chút chẳng hạn thì giá của nó rơi khoảng 5.5 triệu các bác nhé. Đấy, trung bình khoảng 5.5 triệu, 5.6 triệu một con. Còn các bác nào thích con đẹp thì nó rơi khoảng 5.8 triệu. Đẹp ở đây có nghĩa là mặt nó đẹp này, mặt nắp cái nắp mặt trên này nó đẹp này. Đấy, và nguồn nhiếc này, hai con nguồn này, cái lắp nguồn này khi mình tháo ra nhá, mình sẽ để ý là ở hai con tăng phô nguồn này thì có một số, có những con thì nó còn sơn còn bóng và nó không bị han gì, có những con thì nó cũng có bị gì han một chút hoặc rôm một chút thì giá nó sẽ rẻ hơn một chút các bác nhá. Đấy, nó tùy theo hình thức từng con chứ mình không thể đánh đồng giá được. Đấy, không thể đánh đồng giá được vì là tại sao lại bảo là có những nơi bán rẻ hơn, có những nơi bán cao hơn, thì em cũng xin nói thẳng là các bác phải nhìn nhận là với cái hình thức bên ngoài thì có thể giống nhau, nhưng quan trọng là cái chất máy bên trong nó có giống nhau không. Đấy, còn em chưa nói đến vấn đề là hàng nguyên bản bãi hay như nào, em chưa quan trọng, mà quan trọng nhất là các bác quan tâm đến nó là khi các bác nhìn bên ngoài này, các bác thấy nó ok rồi thì chúng ta phải đánh giá được những cái bên quả tiểu tiết bên ngoài nữa, ví dụ như là những cái lắp sắt này nó có bị rôm không này, rồi khi mình tháo ra thì mình nhìn xem là những cái tụ này nó còn mới còn đẹp không này, rồi những cái tăng phô này nó có bị han không này, ví dụ thế, thì giá nó sẽ chênh nhau ở chỗ đấy các bác nhé. Đấy là chúng ta không thể đánh đồng giá được. Có những shop người ta bán đánh đồng giá thì người ta bán là đồng giá là 5.5 triệu hay 5.6 triệu một con gì đó, thì em nghĩ cái đấy thì nó sẽ không khách quan và như thế nó rất là khó cho các bác mua bán. Đấy, thì nếu các bác nào quan tâm đến những con đẹp xuất sắc nhá, đẹp xuất sắc tức là không rôm gì tí nào cả thì giá khoảng 5.8 triệu, còn những con nó kém hơn một chút thì có thể 5.5 triệu cũng có các bác nhé, thì nó tùy thôi. Đấy, ví dụ như con này đẹp thì nó rơi khoảng 5.8 triệu. Đấy, loa là 6.5 triệu thì rơi, nó rơi khoảng là cứ gọi 5.5 triệu với 6.5 triệu thì nó khoảng 12 triệu rồi, khoảng hơn là 12 triệu một chút các bác nhé, một combo khoảng hơn 12 triệu một chút. Nếu các bác mua cả combo thì giá nó sẽ là 12 triệu tròn, còn nếu chúng ta mua lẻ thì nó rơi khoảng hơn 12 triệu một chút. Đấy, thì cảm ơn các bác đã theo dõi clip này. Mọi thông tin chi tiết các bác có nhu cầu cần ghép hoặc là cần tư vấn về âm thanh, các bác liên hệ Hoàng Gia Audio theo số điện thoại như trên tấm biển này ạ, 0975 884 009. Tất cả các sản phẩm thì Hoàng Gia đều bao zin, bao chuẩn cho các bác và có cam kết bảo hành, và đặc biệt hơn là ship hàng toàn quốc các bác nhé.
Vâng, ship hàng toàn quốc. Vâng ạ, cảm ơn các bác. Và tất cả các sản phẩm này các bác có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em sẽ tư vấn và gửi clip test cho các bác. Vâng, em cảm ơn và em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo của Hoàng Gia Audio ạ.